Thưa quý vị, thời gian đến thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, song các đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải tiếp tục triển khai quyết liệt mạnh mẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, không để bị động bất ngờ, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng người dân và khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chiều nay 27 tháng 9, tỉnh ủy Quảng Nam đã có cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19. Chủ trì cuộc họp có các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay tỉnh Quảng Nam có hơn 1.250.000 người có nhu cầu tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo kế hoạch của chính phủ, mục tiêu đến quý 1 năm 2022 đạt trên 70% dân số được tiêm vaccine COVID-19, với lượng vaccine cần thiết tương đương để tiêm đủ 2 mũi cho 70% dân số của tỉnh là khoảng 1.967.000 liều vaccine. Tuy nhiên, tính đến hôm nay 27 tháng 9, Quảng Nam mới được phân bổ 414.450 liều, đạt 21,1% kế hoạch, đạt 1,0% số vaccine được phân bổ trong cả nước. Lượng vaccine này mới chỉ đáp ứng được 19,4% người tiêm đủ 2 liều và 38,8% người tiêm 1 liều. Hiện ngành y tế đã triển khai xong 8 đợt và đang triển khai đợt 9 dự kiến kết thúc đợt tiêm trước ngày 5 tháng 10 năm 2021. Thời gian đến, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh sẽ nới lỏng giãn cách xã hội. Bởi vậy, tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân và khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới. Buổi họp cũng đã đưa ra quy chế hoạt động, phân công cụ thể từng thành viên ban chỉ đạo và mức chia chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều trị bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với huyện Phú Ninh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối tháng 9 năm 2021, huyện Phú Ninh đạt 8 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Riêng tiêu chí về an ninh trật tự chưa đạt do tệ nạn xã hội năm 2020 phát sinh 64 đối tượng, tăng so với năm 2019 và xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật tại xã Tâm Lộc. Trong 3 tháng cuối năm 2021, huyện Phú Ninh phấn đấu khắc phục những tồn tại để đến cuối năm đạt 9 trên 9 tiêu chí, duy trì, nâng chuẩn huyện nông thôn mới. Toàn huyện Phú Ninh đã có 9 trên 10 xã duy trì đạt 19 trên 19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2018-2020, huyện Phú Ninh có 17 sản phẩm với 15 chủ thể được phân hạng 3 sao. Đến cuối tháng 9 năm 2021, huyện Phú Ninh còn 465 hộ nghèo, chiếm 2% và 341 hộ cận nghèo, chiếm 1,49%. Huyện Phú Ninh đang phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,2%, 10 trên 10 xã và huyện Phú Ninh duy trì nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông VNPT Quảng Nam tổ chức lễ khai trương Trung tâm Điều hành Thông minh, gọi tắt là IOC. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ra mắt mô hình này. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên cho biết IOC được thực hiện với 6 chức năng giám sát phục vụ xử lý thông tin, chỉ đạo, bao gồm hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế xã hội, hệ thống giáo dục y tế, giám sát, phản ánh kiến nghị, giám sát điều hành hệ thống quy office, giám sát điều hành dịch vụ hành chính công. Hiện nay, tất cả dữ liệu của trung tâm đã kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của huyện IOC Quảng Nam. Nhờ tích hợp thông tin số liệu ở nhiều lĩnh vực rất trực quan sinh động, trung tâm sẽ là bộ não số trong tương lai, giúp cho lãnh đạo địa phương có cái nhìn tổng quan toàn diện về mọi hoạt động ở nhiều lĩnh vực theo thời gian cụ thể, qua đó đưa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tăng tính hiệu quả, thay đổi phương thức lãnh đạo điều hành truyền thống. Đặc biệt thông qua IOC, tính tương tác giữa người dân với chính quyền được tăng cường, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Ngày 27 tháng 9, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vừa qua Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Hòa Hương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã tiến hành tạm giữ 6 đối tượng từ các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa vào địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam thuê nhà trọ để hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 6 đối tượng gồm Hà Văn Đông,
Hoàng Ngọc Phước, Lê Văn Tú, Phạm Hữu Quang cùng chú tỉnh Thanh Hóa, Trần Văn Vĩnh, Đoàn Trung Bình cùng chú tỉnh Ninh Bình. Trong đó, Đông, Phước và Tú hoạt động chung một đường dây cho vay. Các đối tượng Quang, Vĩnh, Bình mỗi người tự hoạt động cho vay riêng. Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng này thuê nhà trọ tại các phường An Phú và Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Lãi suất dao động từ 20 đến 40% một tháng, tương đương từ 240 đến 480% một năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Phương thức các đối tượng cho vay tín dụng đen cụ thể là cho vay 10 triệu chỉ đưa người vay 8 triệu, sau 25 ngày chúng thu 12,5 triệu lãi 4,5 triệu đồng và sau 25 ngày lại xoay vòng cho vay lại. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng, lực lượng công an tạm giữ 16 điện thoại di động, 5 chứng minh nhân dân, 1 hộ chiếu, 3 sổ hộ khẩu, 1 trích lục khai sinh, 3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 1 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều giấy vay tiền viết tay, tiền mặt khoảng 35 triệu đồng và gần 10.000 tờ rơi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa có công văn phúc đáp công văn số 6442 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc công dân từ khu vực không có dịch tại thành phố Đà Nẵng đến trở về các tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau. Một, đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến về Quảng Nam đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có chứng nhận tiêm chủng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, tính đến thời điểm đến về địa phương, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng, tính đến thời điểm đến về địa phương, và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. 2. Đối với người từ thành phố Đà Nẵng đến về Quảng Nam, là học sinh sinh viên đang ở Đà Nẵng trở về Quảng Nam nhập học, người già trên 60 tuổi, phụ nữ có thai trên 32 tuần, người Quảng Nam đi điều trị bệnh tại Đà Nẵng đã khỏi bệnh, có giấy ra viện, không thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 nêu trên và những trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 nhưng liều cuối cùng được tiêm chưa đủ 14 ngày tính đến thời điểm đến về Quảng Nam thì cách ly tại nhà nơi lưu trú 7 ngày. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tại nhà nơi lưu trú và tự chi trả chi phí xét nghiệm này. 3. Yêu cầu đối với người về Quảng Nam được nêu tại điểm 1, điểm 2 nêu trên, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 72 giờ, có giấy xác nhận đang lưu trú tại khu vực vùng xanh, không có ca bệnh trong cộng đồng trong vòng 14 ngày của Ủy ban Nhân dân xã phường có liên quan cấp. Cam kết tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà nơi lưu trú và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đối với tất cả các trường hợp còn lại, sau khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chính thức ban hành quy định thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đến thời điểm này, thị xã Điện Bàn đang kiểm soát tốt về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, những khu vực chợ dân sinh luôn là những địa điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh tập trung đông người. Do đó, công tác phòng chống dịch ở chợ đang được thị xã tăng cường thắt chặt. Chợ Bình Điền là trung tâm thương mại lớn của thị xã Điện Bàn, nơi tập trung nhiều hàng hóa và mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người tham gia mua bán tại đây. Để giảm tải lượng người ra vào chợ, ban quản lý phối hợp với các địa phương lân cận cấp phiếu đi chợ. Mỗi hộ gia đình mỗi tuần 2 lần đi chợ để thuận lợi cho công tác phòng chống dịch. Cạnh đó, khi ra vào chợ thì được ban quản lý bố trí khu vực rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Thời gian vừa qua, ban quản lý chợ chúng tôi rất kiên trì vận động các tiểu thương chợ Bình Điền trên loa đài truyền thanh để bà con tiểu thương chợ Bình Điền biết và thực hiện phòng chống dịch, thực hiện 5K. Chợ nông thôn mới Điện Thọ là một trong những chợ quy mô lớn ở khu vực phía tây của thị xã Điện Bàn với 218 hộ kinh doanh buôn bán. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thời gian qua, ban quản lý chợ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch cho các tiểu thương, người dân và khách khi đến tham gia mua sắm, lập hai lối ra vào chính của chợ, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi ra vào chợ. Khi vào chợ là được mấy anh bảo vệ nên là biết là khuẩn tay nè. Khi tôi lại đi hàng tôi mua thì cô chủ quán này cũng đeo khẩu trang, tôi cũng đeo khẩu trang hai người cách xa rồi, an toàn. Tôi thấy là an tâm rồi.
Để đảm bảo sức khỏe cho người mua và bán, ban quản lý chợ phổ biến các quy định và kiểm tra thường xuyên. Nên các hộ kinh doanh ở đây thực hiện tốt quy định 5K của Bộ Y tế, chủ động giữ khoảng cách với khách hàng và nhắc nhở khách hàng sát khuẩn trước khi đến mua sắm tại quầy hàng. Để đảm bảo an toàn cho bà con tiểu thương cũng như người dân đến mua sắm tại chợ, Ủy ban Nhân dân xã Điện Thọ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là việc đeo khẩu trang khi vào chợ, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách. Địa phương cũng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Gom về một tổ, chúng ta có lối vào là sát khuẩn, lối ra là cũng phải sát khuẩn. Giao trách nhiệm cho quản lý chợ, chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo, trước Ủy ban Nhân dân xã về cái việc là tổ chức phòng chống dịch trong chợ. Để duy trì và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của ban quản lý chợ và chính quyền địa phương, rất cần sự chung tay hợp tác cũng như ý thức của mỗi người dân để sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ II Việt Nam tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm số tiền hơn 640 triệu đồng cho 3 trường hợp khách hàng tại xã Bình Quý và Bình Phú của huyện Thăng Bình. Tại nhà các khách hàng không may tử vong do tai nạn, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Nhân Thọ II đã viết hương chia sẻ nỗi đau mất người thân, đồng thời tiến hành các thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm. Cụ thể, 3 trường hợp khách hàng được chi trả gồm Nguyễn Anh Tuấn trú tại xã Bình Quý với số tiền chi trả hơn 240 triệu đồng, Nguyễn Hữu Thăng cũng trú tại xã Bình Quý với số tiền chi trả hơn 222 triệu đồng và Nguyễn Ngọc Khánh trú tại xã Bình Phú với số tiền chi trả gần 177 triệu đồng. Đại diện AIA Việt Nam hy vọng việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng kịp thời sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn và giúp gia đình khách hàng sớm ổn định cuộc sống. Được biết, sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tính đến thời điểm này, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm nghìn trường hợp với số tiền hơn 6.400 tỷ đồng. Trong đó, tại Quảng Nam, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 221 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Isocut đã phát hành thông cáo báo chí tại Việt Nam và khẳng định trong quy trình sản xuất của họ không sử dụng EO và hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam. Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Phân tích Eforvit, một tập đoàn khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm thực phẩm, có mạng lưới hơn 1.000 công ty độc lập tại hơn 50 quốc gia và vận hành hơn 900 phòng thí nghiệm, sản phẩm mì Hảo Hảo tôm chua cay nội địa không có chất EO. Theo đó, công ty cổ phần Isocut Việt Nam khẳng định rằng sản phẩm Hảo Hảo tôm chua cay nội địa vẫn được đảm bảo an toàn về mặt chất lượng. Song song, Bộ Công Thương đã rà soát lại các kết quả kiểm tra, hậu kiểm tra đã tiến hành từ giai đoạn 2019 đến nay đối với các sản phẩm tương tự của Isocut Việt Nam. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy công ty cổ phần Isocut Việt Nam chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Liên quan tới vấn đề này, Văn phòng Chính phủ cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu giới hạn EO trong thực phẩm sau khi xem xét báo cáo xác minh thông tin mì Hảo Hảo xuất khẩu bị thu hồi tại thị trường Liên minh châu Âu của Bộ Công Thương. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9 hàng năm được Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO chọn là Ngày Du lịch Thế giới. Năm nay, ngay trong giai đoạn khó khăn dịch COVID-19, Ngày Du lịch Thế giới được Tổng Thư ký UNWTO phát đi thông điệp nêu bật sức mạnh của du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm. Với Quảng Nam, vấn đề tăng trưởng bao trùm, phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, chia sẻ lợi ích vì sự phát triển bền vững đã được chú trọng từ lâu. Và kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, cộng đồng du lịch Quảng Nam càng kiên định mục tiêu này, dành sự đầu tư cho những sản phẩm du lịch cộng đồng, hướng tới sự phát triển bền vững. Nuôi trâu làm đồng áng nhưng không nhọc nhằn như nhiều người vẫn nghĩ. Nhiều nông dân ở Hội An bây giờ không chỉ có thu nhập từ đồng áng, chính công việc hàng ngày của họ bây giờ là sản phẩm du lịch ấn tượng mà gần như du khách nào khi đến Hội An cũng đặc biệt quan tâm. Từ nhiều năm nay, gia đình ông Lê Văn Nhiên, một trong những nông dân ở Hội An hơn 10 năm qua, bắt đầu có cuộc sống sung túc hơn hẳn. Cùng với công việc đồng áng hàng ngày, nguồn thu từ việc đưa và hướng dẫn khách trải nghiệm cưỡi trâu tham gia các công việc đồng áng đã cho ông mức thu nhập thêm cả chục triệu đồng. Hai năm lại đây, không có khách tham quan, công việc của ông vẫn tiếp tục với đồng áng, song ông vẫn ấp ủ, làm việc và chờ đợi lại được phục vụ du khách, được nói với du khách những công việc hàng ngày của mình. Bởi thay vì chỉ thu nhập chỉ vài trăm nghìn cho việc cày bừa khi vào vụ, châu trâu làm du lịch có thể mang lại cho chủ nhân từ 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng.
Trước kia là nhà nông, hàng ngày là ví dụ một ngày là con cháu làm 8 tiếng, nhưng mà bà qua chương trình du lịch như con cháu là một ngày chỉ có hơi tiếng thôi, nhưng mà thu nhập cô gấp mấy lần bên cái nhà nông. Làng chà nghèo Tam Thanh bây giờ đã trở thành làng nghệ thuật cộng đồng, một trong những điểm đến thu hút du khách bởi những bức họa độc đáo rực rỡ sắc màu và những trải nghiệm khác biệt của một ngôi làng biển thuần Việt. Một bên là bãi biển hoang sơ, một bên là bãi bồi, đồi dốc tự nhiên, có thể nhìn bao quát một đoạn sông Trường Giang uốn lượn. Thuyền thúng trở thành sự lựa chọn số một cho trải nghiệm chèo thuyền đánh bắt. Chỉ về có thể vừa thưởng thức hải sản, vừa đánh bắt ngay trên thuyền và ngắm hoàng hôn. Đem đến từ các homestay, từng nhóm khách muốn khám phá có thể đốt lửa, nghe hát bài chòi, hò khoan và tham gia các trò chơi dân gian làng biển, tham gia chế tác những sản vật làng biển và có thể mang về làm quà tặng. Điều đặc biệt là toàn bộ những trải nghiệm này đều có sự tham gia của những người dân làng chài. Mỗi người, mỗi việc, cộng đồng ở làng chài nghèo đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên độc đáo. Tam Thanh nên là trở thành một cái điểm du lịch để khai thác và lâu kéo khách du lịch từ bên ngoài vào. Bên cạnh đó thì Tam Thanh gần đây là cũng được nhà nước cũng như là trong nước và quốc tế hỗ trợ chương trình làng bích họa rồi các cái con đường truyền thống, thì Tam Thanh cũng được nổi tiếng nhiều hơn. Dựa vào đó mà một nhóm thanh niên của tụi em ở Tam Thanh gồm có 7 người đã hình thành lên cái hợp tác xã cộng đồng Tam Thanh, có sự tham gia của cộng đồng. Thì hiện nay tụi em có một tổ là tổ truyền thống và tổ homestay. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện mang lại những hệ lụy chưa từng có, xu hướng du lịch cũng có những thay đổi cơ bản, không chỉ từ phía du khách mà ngay cả với các cơ sở kinh doanh, những cộng đồng làm du lịch. Trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm du lịch xanh, bền vững trong mô hình tuần hoàn vì lợi ích kinh tế của cả cộng đồng, những mô hình nhà hàng đặc trưng gắn với các dịch vụ mở rộng, cơ sở và hộ sản xuất vệ tinh theo quy chuẩn, gắn kết và cùng nhau chia sẻ lợi ích trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp, cộng đồng du lịch lựa chọn. Thay vì chỉ đơn thuần thu nhập từ công việc hàng ngày, thì việc làm và thu nhập tăng thêm khi trở thành một mắt xích trong chuỗi dịch vụ của một sản phẩm du lịch. Nếu chúng bạn tương tác những người đi trước, thì vì bây giờ là xã hội của Big Data mà, những người đi trước họ có một cái data dữ liệu rất là tốt rồi, thậm chí data của khách hàng. Chúng ta nếu chúng ta sáng tạo trên một nền tảng đó, người ta sẵn sàng cho mình data dữ liệu chúng ta khai thác được khách hàng. Cái thứ hai nữa là dịch nó làm cho cái lối sống của con người đa số là hướng tới vấn đề cân bằng hơn. Vì ta cảm thấy rằng là cuộc sống này cân bằng quan trọng hơn cái việc là chúng ta như thế nào. Thì tư duy, cái xu hướng nó cũng thay đổi rất là nhiều và sẽ làm cho khách cũng thay đổi theo xu hướng đó. Cho nên tôi nghĩ là việc ta qua dịch chắc chắn là một cái lối, một cái giá trị khác sẽ thay thế. Và chúng ta cũng có, ví dụ như người ta sẽ thích đi gần với môi trường hơn, gần thiên nhiều hơn. Người ta thích đi tìm điểm nào người ta cảm thấy tìm để chính mình nhiều hơn. Định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững đã được cộng đồng các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam chọn làm hướng đi để bảo vệ di sản, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá mà họ may mắn sở hữu. Triển khai hướng đi này từng là một thách thức. Rồi dịch COVID-19, mọi thứ dừng lại, cũng là lúc cộng đồng doanh nghiệp nhìn lại mình, hiểu thêm về xu hướng tất yếu của du lịch và sự phát triển bền vững của nó. Mọi việc lại được tiến triển nhanh hơn, sâu hơn. Với hàng loạt mô hình trang trại hữu cơ, du lịch có trải nghiệm, du lịch sinh thái trải nghiệm ra đời, để có một Hội An, thương hiệu du lịch xứ Quảng, hoàn toàn mới sau cơn bão dịch bệnh. Đó chính là sự phát triển bao trùm mà thông điệp Ngày Du lịch Thế giới năm nay nêu bật. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.